FM Võ Tòng phát sóng lúc 21 giờ hàng ngày, phát lại 12 giờ 30 hôm sau trên HTVC Phụ Nữ từ ngày 2 tháng 7. He's going face to face with one of the most dangerous animals on the planet. As we get close to the mountain gorillas. No idea you could get this close to a rhino. Chương trình vẻ đẹp hoang dã hôm nay là về một nơi rất quen thuộc, bãi biển với những con rùa đang bị đe dọa. Bạn